Thưa quý vị và các bạn, cách đây 77 năm, ngày 1 tháng 4 năm 1947, cơ quan chỉ huy của lực lượng vũ trang tỉnh, tỉnh đội dân quân Hưng Yên, nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được thành lập tại thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi. Tỉnh đội dân quân ra đời, đánh dấu bước trưởng thành, đồng thời là cơ sở quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh lớn mạnh hiện nay. Cụ Nguyễn Văn Nha, sinh ra lớn lên tại thôn Gạo Bắc, năm nay đã ngoài 90 tuổi, nhưng cụ vẫn nhớ rất rõ thời gian chuẩn bị đến khi thành lập cơ quan chỉ huy của lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên. Bộ đội thì ở cái chùa này, nhưng công họp này họp ở trong đồng ấp này, chỗ cái đa qua cái đa đấy tí. Thế tôi mới hỏi các ông, thế công họp gì đấy? Thế công bảo ơi, thành lập bộ đội tỉnh huyện để lãnh pháp. Thế là mấy tháng sau thì là bắt đầu có bộ đội huyện, có đội tỉnh. Năm 2014, xã Hồ Tùng Mậu vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp. Nhà bia tưởng niệm nơi thành lập tỉnh đội dân quân Hưng Yên được xây dựng và hoàn thành năm 2015. Vừa là để ghi dấu ấn về địa danh lịch sử, thể hiện tình cảm trân trọng và lòng biết ơn với các thế hệ cha anh, vừa để nhắc nhở nhân dân và các thế hệ trẻ sau này về truyền thống cách mạng của quê hương. Nơi đây là nơi truyền thống cách mạng của xã nhà, thì các cháu là thế hệ trẻ tương lai, thì mong các cháu làm sao nối tiếp và duy trì cái truyền thống cách mạng, tích cực học tập, chăm ngoan, sau này lớn lên góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Những năm qua, cùng với việc tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Hồ Tùng Mậu luôn chú trọng công tác quốc phòng địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tốt truyền thống của vùng quê cách mạng, tham gia tích cực có hiệu quả vào các cuộc vận động, các phong trào bảo vệ tổ quốc và an ninh trật tự địa phương, xây dựng thế trận lòng dân, chiến tranh nhân dân và khu vực phòng thủ. Tuyên truyền giáo dục để từng cán bộ, đảng viên và nhân dân thế hệ trẻ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm cũng như niềm vinh dự và tự hào để phát huy cái truyền thống của anh hùng, tham gia xây dựng vững chắc cái nền quốc phòng toàn dân. Đặc biệt 10 năm nay chúng tôi chưa bao giờ đủ quân mà chỉ có thừa. Có những năm chúng tôi đi thừa đến hơn chục người. Nhiều năm chúng tôi đến thành đã tổ chức giao lưu tân binh tại địa điểm này nhằm mục đích ôn lại truyền thống và để phát huy cái truyền thống quê hương hùng. Trong suốt 77 năm qua, nhân dân xã Hồ Tùng Mậu cùng với toàn tỉnh không ngừng phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh lớn mạnh như hiện nay.